Chào các bạn đã quay lại với kênh Cuba Bình Dương. Củ qua, trái cà, trái ớt được xếp vào loại nhóm rau củ quả mà người Việt mình hay gọi là đồ hàng bon, vừa túi tiền nè, dễ chế biến. Các loại rau củ chứa rất nhiều thành phần vitamin tốt cho sức khỏe. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một món ăn rất là bổ dưỡng với đa dạng các loại rau củ tươi ngon nè. Bên trong là lớp chả cá mềm, dai. Bên ngoài độ giòn ngọt của các loại rau củ với nước lèo trong veo, vị thơm ngọt đậm đà từ nước hầm xương cùng miếng da heo phồng dai dai. Món ăn có tên gọi thật mộc mạc, khổ qua cà ớt. Nếu thích video nhớ bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để nhận được những video mới nhất. Nào, các bạn cùng vào bếp với mình nha! Nguyên liệu gồm có cá thắt lát, thịt heo xay, xương heo, đậu hũ chiên, huyết heo, da heo. Trứng cút, cà chua, đậu bắp, ớt sừng, cà tím, đậu đũa. Phần gia vị nêm thì gồm có hành lá, hành tím, hạt nêm, tiêu, đường, nước mắm, dầu mè, một ít tương đen và tương ớt. Khi mà các bạn chọn mua nguyên liệu thì các bạn nên chọn mua những nguyên liệu phải tươi mới nha. Bây giờ trước tiên là mình sẽ hầm xương để lấy nước lèo. Vì thời gian hầm rất lâu nên mình chuẩn bị trước cái phần xương hầm này. Xương heo các bạn nên mua xương ống hoặc xương chầm, thì mình hầm thì nước nó sẽ ngọt và trong hơn. Các bạn phải sơ chế trước khi hầm. Cách sơ chế xương để đỡ phải mất thời gian thì mình sẽ nói qua thôi nha. Xương sau khi mua về các bạn ngâm xương qua nước muối pha loãng ít nhất là 1 giờ nhằm để cho xương ra hết cái phần máu động ở trong xương và tủy. Xong rồi các bạn rửa lại thật sạch và chần qua nước sôi khoảng 5 phút. Sau đó các bạn rửa lại một lần nữa thật là sạch và để ráo. Cho vào nồi 2 lít nước nè và cho xương vào. Kế đến là củ hành tím. Các bạn để lửa lớn cho nước sôi lên. Xong rồi hớt bọt và giảm lửa nhỏ. Trong thời gian hầm các bạn nên thường xuyên thăm chừng và hớt bọt cho nước xương mình được trong. Cho vào một muỗng canh muối, một muỗng canh đường phèn và giảm lửa nhỏ cho nó sôi riu riu thôi. Cho phần củ cải trắng vào hầm chung để nước lèo mình được ngọt hơn á. Hầm với lửa nhỏ riu riu cho xương nó ra hết chất ngọt. Sau thời gian 1 giờ thì các bạn nên thêm vào 500ml nước sôi. Vì thời gian hầm lâu cho nên nước nó bốc hơi và cạn bớt á. Và mình sẽ tiếp tục hầm với lửa nhỏ nha. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ chuẩn bị cái phần cá thắt lát. Thường á, thì mình mua cá người ta đã nạo sẵn. Nhưng cũng phải biết chọn cá tươi nha các bạn. Cái phần cá thắt lát tươi á, thì các bạn nhìn nè. Nó có màu hồng, thịt nó trong nè. Nó dẻo và không bị hôi. Đó là cá còn tươi. Phần thịt xay cũng vậy luôn, phải tươi mới. Giờ thì mình chuẩn bị trộn gia vị vào nè. Với lượng là 300g cá thắt lát và 150g thịt nạc xay. Mình sẽ cho hết vào cái tô này. Cho phần gia vị nè, 2 muỗng canh đầy hành lá nè. Cho hành tím 1 muỗng canh đầy. Ớt băm nửa muỗng canh. Nếu bạn nào thích cay nhiều thì mình cho nhiều hơn nha. Đường là 1 muỗng canh rưỡi. Hạt nêm là 1 muỗng canh. Dầu mè 1 muỗng canh đầy. Nếu mà không có dầu mè các bạn có thể sử dụng dầu tỏi phi cũng được nha. Nước mắm là 1 muỗng canh rưỡi. Tiêu là 1 muỗng cà phê. Mình sẽ dùng cái chày này nè. Vừa tán vừa trộn đều cho đến khi thấy dẻo là được nha các bạn. Còn một cách nữa là các bạn cho hỗn hợp vào bịch Ziploc để nhồi. Các bạn nhồi đều tay như vậy nè, nhẹ nhàng thôi. Và mình sẽ nhồi trong 5 phút là dẻo rồi đó các bạn. Nhồi xong các bạn cho vào ngăn đông khoảng 20 phút cho cái phần chả cá này nó dẻo hơn nữa nha. Khi mà mình nhồi vào nó rau củ, chả cá nó sẽ có độ kết dính tốt hơn.
Trong khi chờ đợi, mình sẽ sơ chế phần rau củ này. Các loại rau củ sau khi mua về, các bạn rửa sạch với nước muối pha loãng nha, và để ráo. Bây giờ khổ qua này mình sẽ cắt khoanh, mỗi khoanh dày khoảng 2 phân rưỡi đến 3 phân. Dùng muỗng sắn cạo lấy phần ruột bên trong. Khổ qua thuộc loại có vị đắng nhất trong các loại rau quả, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, kích thích tiêu hóa, là có tính hàn, giúp lợi tiểu, mát gan, trị tiểu đường. Cà chua mình cắt đôi theo chiều ngang và dùng muỗng nạo hết phần ruột bên trong cho sạch nè. Bạn nên lựa trái chín đỏ cho đẹp, nhưng mà đừng có chín quá nha, cà sẽ dễ bị nhũng khi chiên. Cà tím nè, trước khi cắt nè, chuẩn bị một thau nước, cho một ít muối và chanh pha loãng. Và đơn giản là mình cũng cắt khoanh giống như trái khổ qua luôn. Dùng muỗng hoặc dao nhỏ, sắn lấy phần ruột ra. Không cần gọt vỏ cà nha các bạn. Mình dùng cái sắn này sắn nè. Rất là đơn giản luôn. Cắt xong các bạn bỏ cà qua tô nước có pha muối và chanh để cho cà mình đó, không có bị ra mủ, không có bị đen nha. Đậu bắp thì bạn lựa trái tươi, non. Như vậy thì vỏ nó sẽ không bị dai khi mình ăn đó. Dùng dao cắt dọc và tách hết lấy phần ruột và hột ra luôn. Ớt sừng mình cũng dùng dao xẻ dọc trái ớt từ đầu đến đuôi và dùng tay tách lấy hết phần ruột và hột ra. Ớt sừng nên chọn loại chín đỏ và không cay, sẽ dễ ăn hơn đó các bạn. Nhớ đeo bao tay vào nha, kẻo bị nóng nha. Đậu đũa thì cắt sơ phần đầu. Phần đậu đũa và khổ qua này mình sẽ trụng qua nước sôi để cho mềm, thì đậu đũa nó sẽ dễ quấn hơn. Các bạn trụng sơ trong vòng 2 phút là được. Đậu đũa này mình nên chọn cọng dài, nó sẽ dễ quấn thành cái hoa hơn. Nhưng hôm nay mình không có mua được đậu đũa dài, nên mình mua cái đậu đũa ngọt này, nó quấn nó không được đẹp. Nhưng mà mình quấn sao cho nó đừng bung ra là được nha các bạn. Trứng cút các bạn luộc chín và bóc vỏ cho sạch. Da heo thì mình ngâm nở, nhồi rửa cho thật là sạch và mình cắt miếng nhỏ vừa ăn. Giờ thì mọi thứ mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Mình sẽ nhồi nhân chả cá vào trong các loại rau củ này. Các bạn lưu ý là các nguyên liệu mình phải thật là ráo nước nha, để khi mình nhồi nhân vào nó sẽ dễ bám dính hơn. Các bạn dùng một cái muỗng hoặc có thể mình bao tay vào cho nó dễ làm hơn. Lấy một lượng nhân vừa đủ, nhồi vào trái ớt trước nè. Dùng tay ém chặt như vậy là được nè. Nhớ là nhồi từ đầu đến đuôi ớt nha. Khổ qua thì mình sẽ bỏ nhân vào đầy luôn. Đó, mình ém cho nó hơi vung một chút, khi chiên nó sẽ đẹp hơn. Cà bắp thì các bạn nhồi giống như trái ớt. Đó, nhồi từ đầu đến đuôi cà và ém cho nó dẻ dẻ một chút, thì khi mình chiên nó không bị xúc rời ra đó các bạn. Cà chua và cà tím là mình nhồi nhân vào trong khoanh tròn này và mình gạt cái chả cá ra ngoài vành tròn một ít để khi mình chiên á, nó sẽ không bị xúc rời ra nha. Riêng phần đậu đũa mình cũng lấy phần nhân là nhồi vào giữa, bớt ra xung quanh một chút cho nó dễ bám dính. Còn phần trứng cút, mình sẽ bao cái chả cá chung quanh vừa đủ lắp trứng cút. Giờ thì đến công đoạn chiên, cho dầu ăn vào chảo nè. Lượng dầu phải nhiều sẽ dễ chiên hơn nha, đồng thời giúp chả cá chín vàng đều không bị cháy. Đợi cho dầu nóng già, sôi tim, từ từ mình cho các nguyên liệu vào chiên với lửa vừa. Trong quá trình chiên á, các bạn nhớ trở đều hai mặt. Khi thấy vàng như vậy là được nè, không để vàng quá nha, vì nếu mà để vàng nhiều quá thì chả cá sẽ bị khô không ngon. Rồi mình sẽ vớt ra và để trên giấy thấm dầu hoặc một cái rổ cho nó ráo dầu. Mình quay trở lại nồi hầm xương, mình đã hầm được 2 giờ rồi nè. Bây giờ mình vớt phần xương và củ cải trắng ra. Nước lèo phải trong mới ngon nha các bạn. Xong rồi mình sẽ dùng một cái nồi hoặc một cái lẩu cho phần nước lèo vào. Cho huyết heo,
đậu hũ. Và cuối cùng là da heo phồng, đợi sôi lên. Các bạn nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình mình nha. Rồi mình sẽ nêm thêm nửa muỗng hạt nêm nè và nửa muỗng cà phê bột ngọt cho điều vị. Nếu mà bạn nào không dùng bột ngọt á, thì mình không có cho vào nha. Rồi như vậy món ăn của mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Món này ăn nóng sẽ ngon hơn. Nếu mà ăn chung gia đình á, các bạn có thể ăn theo cách bỏ phần ổ qua cà ớt vào một cái lẩu, giữ nóng trên bếp và múc riêng ra chén để dùng. Có thể dùng kèm với mì gói hoặc mì trụng cũng rất là ngon. Một cách nữa là các bạn xếp các loại chả, mỗi thứ một ít ra tô, chan nước lèo đang sôi xăm sắc mặt tô nè, múc thêm một miếng huyết heo nè, một miếng đậu hũ và một miếng da heo lên mặt, rắc lên một ít hành lá, một ít tiêu và thưởng thức. Ngoài ra các bạn có thể ăn chả chấm thêm một chút xíu tương ớt và tương đen cũng rất là hấp dẫn đó các bạn. Mình mời các bạn dùng với mình nha. Nước lèo trong veo, thơm, vị ngọt đậm đà. Đậu đũa khổ qua vẫn giữ được độ giòn, độ ngọt. Nhai chung với chả cá dai dai rất ngon. Trái ớt vẫn giữ được màu sắc đỏ tươi nè. Khi ăn có cảm giác cay nhẹ và thơm mùi ớt rất hấp dẫn. Trứng cút dai, giòn nhờ có lớp chả cá bao bên ngoài. Vị bùi của lòng đỏ trứng nữa. Cà bắp cắn luôn cả phần vỏ cà, rất mềm ngọt. Vừa ăn vừa húp nước lèo béo béo và thơm rất là hấp dẫn. Tất cả đã mang lại cho mình cảm giác rất là ngon miệng và thú vị. Tuy là một ẩm thực đường phố nhưng ai đã một lần thưởng thức sẽ nhớ hoài, rất đáng để làm thử đó các bạn. Chúc các bạn nấu ăn ngon và vui vẻ bên gia đình thương yêu của mình nha. Nếu thích video các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh. Khi bấm đăng ký nhớ bấm vào cái chuông để nhận được những video mới nhất. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại.